Tiền điện bây giờ là một tháng là 40-50 triệu á, mọi người gần 40 triệu á, có thể luôn á, 4 mấy luôn á. Mà bữa 45-40 á, mọi người hơn luôn á, quá trời. Tại vì giờ làm nhiều á, nó công sức nó tăng lên nhiều. Với lại mọi người nhìn thấy nhà thì không có thiếu tiện nghi gì hết trơn á, quá trời đèn luôn. Bữa nay á là có một nhân vật chính, đó chính là bà chủ nhà quán Thi Thi. Bữa nay đến quán nhà Thi Thi nhậu thì sẽ lên gặp bà liền nha, tại vì khách đang đông. Khách đang đông quá cho nên Thi phải bỏ chạy lên, bà chuẩn bị về. Thì bữa nay khách đông quá trời mấy bữa nay rồi, chấn động. Ở đâu mà bà đi chưa? Kìa, bữa nay quay phim bà chủ nhà nha, bà chủ nhà. Trời ơi, được không? Quay được không bà? Quay được không? Không, 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 thôi. Không thì thôi bà nói. Tính lên khoe bà chủ. Trời ơi. Thì bữa nay á, Thi sẽ đi xuống dưới, khách hàng đông, bà chủ nhà Thi không chịu lên hình, bà đẹp gái lắm. Bà vui dữ lắm. Với lại bà nãy giờ ngồi đây ăn vui vẻ. Thì bữa nay Thi sẽ quay không gian quán. Bữa nay khách đông quá trời và shopee cũng quá trời luôn. Cho nên bây giờ Thi tranh thủ cho đâm gỏi để phục vụ tất cả anh chị em ở tại nơi đây. Chị bạn. Bé bạn. Bé bạn. Bà đi lên, bà đi lên thăm Thi bữa nay á, đổi qua quán mới rồi. Lâu quá trời luôn rồi. Bữa nay thấy qua đây lớn không? Chúng nó hát vậy ha. Hát dữ lắm nha, hát hay dữ lắm nha mọi người, hát hay là chấn động luôn đó. Rồi đi đâu mắc tích lâu nay rồi không thấy đến vậy? Bận. Bận. Trời ơi. Đây con trai hả? Ở đẹp trai vậy. Chị ở Mỹ hả? Rồi sau đây thì Thi sẽ vô đậm gỏi để phục vụ tất cả anh chị em. Anh chị em nào mà ăn gỏi, ăn trái cây tô gì đó có thể báo với nhân viên bên Thi phục vụ nha. Vì không có thời gian cho nên đông quá trời rồi. Rồi, quá đông rồi. Bây giờ từ đây cho đến 9 giờ rồi rưỡi tối đó mọi người đậm gỏi mỗi ngày vậy luôn, đông vậy đó. Đông chấn động luôn, đông nín thở luôn. Cũng không biết nói gì hơn nữa, đi cũng cảm ơn tất cả anh chị em. Thật ra cái khâu đậm gỏi của Thi mấy bữa nay nói chung ra là từ cái ngày khai trương tới giờ là bán nín xỉu luôn. Luôn cả bán mỹ phẩm cũng đông nữa. Bán mỹ phẩm mấy bữa nay cũng nhiều mà bán đồ ăn cũng nhiều. Thì cho nên là Thi cũng cảm ơn tất cả anh chị em. Còn muốn ăn gỏi mà thấy đông quá đến không được á. Mọi người có thể lên app thì mọi người nhìn app kìa, sắp hàng hàng luôn kìa. Đó. Có thể lên app Shopee Food, app Grab tìm kiếm Thi gọi đầy đủ ship các quận thành phố Hồ Chí Minh. Và nhà Thi nói chung ra là hoạt động vào lúc 12 giờ đúng cho đến 22 giờ tối. Cả nhà yên tâm. Thích không nghe nhạc thì lên lầu, thích nghe nhạc thì ở dưới. Thì tại vì Thi bận quá đó cho nên đâm gỏi nhiều khi không có được nhìn với mọi người, không được nói chuyện. Tất cả anh chị em có thể ủng hộ Thi thì đến ăn tất cả các món, có menu thực đơn. Thì nhân viên bên Thi phục vụ tất cả anh chị em mỗi ngày. Cả nhà yên tâm đi, ăn mà không vừa miệng có thể báo với nhân viên bên Thi. Bà chủ nhà Thi với Thi là hợp nhau, tuổi ngựa. Thi cũng tuổi ngựa. Bà chủ nhà Thi giàu lắm đó nha mọi người, đại gia luôn á. Mấy căn nhà luôn mọi người. Mấy căn nhà mà bự bự không luôn, nhà bà bự bự không à. Cho nên bà giàu dễ sợ. Giàu mà đẹp nữa nha, mà vui nữa. Giàu đẹp vui. Bà chủ nhà ở đây bà khen Thi giỏi. Với lại bà thì mấy bữa nay Thi bó thuốc nha mọi người, Thi đắp thuốc lên quá trời. Mỗi tay đâm đắp thuốc lên. Mà cũng nhờ mọi cái sự mọi người mấy bữa nay quá trời biết Thi luôn. Thi nghĩ là mấy bữa nay mọi người coi quá trời Thi luôn á. Bật lên là thấy Thi, bật lên là thấy Thi à. Mấy bữa nay là mà mở cái gì lên cũng thấy Thi hết trơn. Ví dụ mọi người mua hàng bên nhà Thi ăn á, thì nhà Thi là có khô cá lóc một nắng. Khô cá lóc bữa nay về 50 kg. Vô nè chị. Vô, 1, 2, 3, vô. Vô. Năm nay mà có đi á là dẫn nhân viên đi Mũi Né. Rồi dẫn nhân viên đi Mũi Né nha, vui không? Vui. Thì Thi nghĩ là bán 2 tháng thì 2 tháng nữa sẽ đi Mũi Né chơi được. Đi Mũi Né một lần đi cho biết. Đi chơi 3 ngày tại Mũi Né. Thì Mũi Né đi có 4 tiếng nào là tới rồi. Đi chơi bãi cát. Thì bây giờ nhân viên hiện tại mọi người biết nhiều người chưa? 23 người. Biết sao một ngày ấy, một ngày bán nhiều quá. Cho nên là bây giờ là nhân viên quá đông. Bây giờ nhân viên đông lắm. Giờ anh em dòng họ gì cũng lên làm quá trời rồi. Không kịp để bán luôn á. Mọi người nhìn khách kìa, quá trời luôn. Không nói dốc mọi người đâu, nhiều vậy đó. Mà mỗi ngày vậy luôn nha mọi người, từ ngày Thi bán 14 bữa nay là y chang vậy hoài luôn. Bữa nay lãnh lựa tiền nhân viên rồi, vui không? Vui. Hồ cả đi. Thì bữa nhân viên Thi lên sớm đó, thì dọn dẹp đồ này nọ thì Thi trả lương thêm 2 ngày. Thì tổng cộng bữa nay là trả từ mấy cả trăm triệu á. Đông lắm luôn. Nếu mà Thi bán không đắt gì Thi không đủ chi đâu nha mọi người. Thì bữa động lực mà làm cho Thi làm việc mỗi ngày á,
mà thì thấy khách hàng đông như vậy nè, cái thi vui. Mà thật ra là mấy bữa nay thi bệnh rồi đó mọi người, thi bệnh rồi đó, thi mệt mỏi á. Đây là khô cá lóc một nắng nha cả nhà. Một bịch này là 230 kg. Thì khô này là ở dưới nhà làm luôn. Bữa nay là làm ở dưới nhà nè. Đó, cho nên rất là ngon. Bữa nay lên giá biết sao không? Tại vì cá lên giá, khô cá lên giá, đồ lên giá. Thật ra đồ lên giá nhiều dữ lắm, nhưng mà Thi không có lên giá đồ ăn nha. Thi chỉ lên những cái giá này thôi, những cái món này thôi. Ai cũng nói Thi bán dĩa gỏi rẻ hết trơn, rẻ quá trời. Bán làm mệt mà không có dư nhiều, tại vì bán rẻ quá, bán nhiều nữa. Với lại mấy bữa nay bán kem sầu riêng, kem dừa này nọ quá trời luôn, đắt quá trời luôn. Nói chung là bán gì cũng thấy ham hết trơn á. Có nhiều khi không dám nghỉ luôn mọi người, tiền á, tiền nó vô á. Mà nghĩ một cái là mắc dữ lắm nha, tại vì giờ nhân viên đông lắm. Tại vì thứ nhất là tại vì Thi làm việc á, mà Thi thấy mọi người đông quá, mọi người yêu mến mà đi xa đi gần. Với lại Thi cũng không ai chạy quảng cáo cho Thi, tự bên chương trình bên Thi chạy quảng cáo. Cho nên là ai cũng biết đến Thi nhiều quá, cho nên tính ra là bây giờ là bật lên là thấy Thi á, cho nên mọi người đến cực kỳ nhiều luôn. Nhưng mà có nhiều người người ta ngại, tao không dám đến vì đông quá sắp hàng. Đó. Thi trở lại năm nay á, là Thi hot hơn mấy năm trước luôn. Nó đông hơn năm trước. Đông hơn năm trước nha quý vị. Năm trước mình cũng đông nhưng mà năm nay sẽ đông hơn. Khi mình bán ra những cái mã sản phẩm mà Thi bán ra, ai ăn cũng đạt được tiêu chuẩn. Với lại trái cây tô nè, kem dừa sầu riêng nè, ngon. Kem dừa sầu riêng á, nhãn nó ngon dữ lắm. Ai ăn cũng đều khen. Nhưng mà khi mọi người ăn ở đâu thì không biết nha, nhưng mà ăn ở quán kia là Thi đặt riêng. Nó ngon dữ lắm mà Thi bán mấy trăm hũ á mọi người, kìa mọi người nhìn kìa, hai tủ lạnh luôn. Bữa nay Thi mua 300 hũ á, Thi đặt 300 hũ bán không kịp. Còn cơm cháy bây giờ là phải đặt nhiều nhiều, bán nhiều lắm. Mấy bữa nay bán khủng khiếp luôn. Vui ghê. Bây giờ Thi đang tìm cái nguồn ai bán tôm thẻ nha. Tôm thẻ 30 con, 35 con ký. Đó. Một ngày Thi bán từ 100 ký cho đến 120 ký. Ai có bán tôm thẻ giá ưu đãi, giá giá sỉ luôn á nha, thì có thể nhắn tin qua số Zalo trực tiếp 0986916513. Tôm thẻ tôm giống vậy nè đó, 30 35 con ký là được rồi đó. Thì giá nếu mà hợp lý thì Thi lấy 1100 ký trở lên đó. Giao sớm nha, giao từ 6 giờ sáng 7 giờ thì tôm tươi nha mọi người nha. Thì nói chung ra ai có nhu cầu bán tôm thì có thể liên hệ với Thi, tại vì biết sao Thi cần bán nhiều quá. Nhưng mà giá thì phải vừa vừa, tại vì nhiều khi mắc quá thì Thi không có đủ vốn để Thi mua. Tại vì Thi bán đồ cũng không có mắc nữa. Thi không có lên giá gì luôn á, ba cái đồ này lên giá quá trời luôn. Tôm cũng lên, ghẹ cũng lên, đồ ăn bất cứ lên hết trơn luôn. Người ta lên một ký tầm 20-30 không á mọi người, mà Thi không có lên miếng nào luôn từ ngày mà Thi bán tới giờ luôn. Cái gì ai cũng lên. Mà thử mà Thi lên chỉ gọi 5 ngàn là bị chửi đó. Thi sợ luôn, Thi không dám lên luôn. Cho nên bây giờ chỉ bán theo cái giá vậy thôi, mà bán rẻ nữa. Bà chủ nhà bà nghe Thi coi YouTube nè, bà nghe Thi nói mua nhà này, bà lại bà đây, bà lại bà đây bà thăm dò. bà chủ nhà bữa nay bà lại đây bà thăm dò coi Thi nó bán cỡ nào mà nó đòi mua nhà tao vậy. Thi tưởng tượng vậy đó nha. Yeah. Bà nghe Thi nói là Thi bán 3 năm nó mua căn nhà 20 tỷ. Bữa nay bà kéo là bà nhậu bà coi thứ cái tình hình Thi sao vậy. Bà lại bà thấy khách đông chấn động, bà hết hồn, bà chạy lên lầu luôn, ngồi trên lầu luôn, ghê hồn. Nói chung là bây giờ ai cũng xem Thi hết trơn rồi. Bình thường mọi người làm ngày 8 tiếng thì làm ngày 20 tiếng. Mà một mình Thi làm được 3 người đó. Mọi người thấy ai đâm gỏi mà nhiều giống như Thi không? Thi làm được ít thì ăn ít, thì làm được nhiều thì ăn nhiều. Nhưng mà Thi muốn ăn nhiều thì Thi làm nhiều, đó. Nhưng mà làm nhiều thì nó mệt, nhiều thì hơi than tí xíu. Nhưng mà mấy bữa nay mất sức lắm. Nhưng mà bù lại bán được cái vui. Đó. Vui đủ thứ. Vui là đầu tư được chi, trả này nọ nhân viên. Được hơn, vui hơn. Còn Thi thối thì Thi phải về bán mỹ phẩm thêm nữa nha, thì Thi mới để dành tiền được. Thôi sau đây nãy giờ chia sẻ hết rồi công chuyện rồi, Thi cũng xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em luôn luôn yêu mến. Thi cũng xin chúc tất cả anh chị em một ngày vui vẻ, mạnh khỏe, dồi dào sức khỏe, làm kiếm tiền thiệt là nhiều. Lâu lâu nhớ quán Thi một lần, hoặc là một tuần đến lần, hai tuần đến lần cũng được. Cũng như là mình đến đây á, lĩnh vực mà đâm gỏi thì nổi tiếng thiệt, nhưng mà Thi không phải nổi tiếng bán gỏi không, Thi bán nhiều món ăn nữa. Cho nên tất cả anh chị em yên tâm đi, bò viên sốt nước chấm thái, cá liềm kìm chiên, khô cá lóc, mắm cá lóc, kem, bánh tráng, phơi xưa, cơm cháy cho bông, bất cứ đồ ăn quá trời nhiều. Thì cho nên trái cây tô nữa, cho nên cả nhà có thể thưởng thức món nào cũng được. Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi, ví dụ mình ăn món này không được mình đổi qua món khác. Có thể là Thi làm 10 món mọi người cũng ngon được 7 món, còn 3 món không ngon là do mọi người không thích. Ví dụ vậy nha, mọi người cứ đến ăn ủng hộ vui vẻ. Rồi cảm ơn tất cả anh chị em, và mở cửa vào lúc 12 giờ cho đến 22 giờ tối tại Shopee Food App Gap.
tìm kiếm ti thi gói đủ ship cấp quận thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn tất cả anh chị em, chúc tất cả anh chị em một ngày vui vẻ và ăn ngon miệng tại quán ti thi. Hẹn gặp lại tất cả anh chị em vào chương trình clip ngày mai.